Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước, nhưng tôi không hoàn thành hợp đồng. Viết đi anh, nào có ai quấy rầy anh đâu. Đâu có, em yêu của anh. Đáng ra anh đã phải đánh dấu chấm hết cuốn sách, thế mà không xong. Chẳng hiểu sao anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ. À. Đầu óc cứ để đi đâu, làm sao đầu óc anh lại để đi đâu. Chính anh cũng không biết nữa, hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh. trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái. Mày ra cũng xong đề cương, thế thì anh ngồi viết đi, có khi em quấy rầy anh cũng nên. Có gì đâu, em yêu dấu. Thế anh viết đi, anh đại lãn thật. Hả? Lại trời hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả. Ủa, anh nói thế nghĩa là thế nào? Chả thế nào cả, anh không có ý gì đặc biệt, anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc. Thế nhỡ đột nhiên hôm nay em chết thì sao? Sao em lại sang chuyện ấy? Thì sao? Em chết thật đấy. Nói thế làm gì, vợ yêu của anh. Anh ơi, ngộ như em chết. Anh có lấy vợ khác không? Em yêu dấu, đừng nói với anh những điều như thế. Nhưng, anh thấy đấy, anh có trả lời được đâu. Mà từ lâu em đã biết tòng bụng giả anh, biết anh nghĩ gì về em rồi. Em gái nhõng nhẽo của anh, tính nết em kỳ thật đấy. Mọi sự chỉ vì anh, thì anh có làm gì em đâu, hả người ngọc? Anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả. Thế anh trả lời em đi. Sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào? Lại thánh ala à ái trà, thật thích chưa? Em biết rồi mà, anh vừa mới tự thú đây nhé. Tự thú, tự thú cái gì kia chứ? Anh chả vừa nói cái câu, lại thánh ala à là gì? Thì anh nói đấy, nhưng làm sao nào? Em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa. Bọn đàn bà nó ghê tởm anh. Anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì? Tưởng em không biết đấy hả? em chết rồi dù anh có sống đến nghìn tuổi anh cũng không lấy được vợ. Nhưng chả lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình là tại em à? Nàng tiên của anh, tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy. Em lau nước mắt đi, bình tâm mà nghe anh đây. Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích. Em quả là không hiểu những lời anh nói, à à à. Nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì phải à nghĩa là nếu em chết anh sẽ tục huyền chứ gì trời ơi là trời tôi biết nói thế nào đây có thể anh cứ nói toạc ra xem nào bây giờ anh không thể đoán chắc điều gì nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên tất nhiên là lấy vợ rồi làm như em không biết bụng giả anh ấy trời đất ơi thánh la ơi cầu trời cho tôi được bình tĩnh em làm anh dối cả ruột em yêu à chính anh cũng không biết anh nói gì nữa lấy vợ đằng nào rồi anh cũng lấy vợ anh nói thế làm vui lòng em đấy thôi, làm vui lòng em, đầu tiên anh bảo không lấy, rồi sau lại bảo có lấy. Như thế mà bảo làm vui lòng em, Thánh La ơi, còn phải làm thế nào đây, xin Thánh rủ lòng ân yêu, thôi, nín đi em, lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cáu. Đến lúc anh bảo anh có lấy vợ em cũng lại cáu, thế em lệnh cho anh nói gì có phải hơn không, thôi, em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi thiên thần của anh, tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em? Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì. Vâng, thì tôi có nói. Thế là thế nào? Tức là anh bảo em rằng, thôi cô có chết thì chết mau lên, cho tôi còn liều. Thế mà anh lại còn chối phát đi được. Thôi thôi, tôi im, tôi không nói một lời nào nữa. Tôi xin rút lui mọi ý kiến. Tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa. Tôi van cô. Chúng ta ngồi im nhé. Thôi, nín đi, em yêu của anh. Ôi, tôi khó thở quá, tôi ngất đây, tôi chết đây. Lẽ ra tôi phải viết xong và nộp bản thảo từ tháng trước, nhưng tôi không hoàn thành hợp đồng. Viết đi anh, nào có ai quấy rầy anh đâu? Đâu có, em yêu của anh. Đáng ra anh đã phải đánh dấu chấm hết cuốn sách, thế mà không xong. Chẳng hiểu sao anh lại không tập trung được tư tưởng em ạ. À? Đầu óc cứ để đi đâu, làm sao đầu óc anh lại để đi đâu? Chính anh cũng không biết nữa. Hôm nay anh sẽ ngồi nghiêm chỉnh. Trời mát mẻ và đầu óc anh cũng đang thư thái. May ra cũng xong đề cương. Thế thì anh ngồi viết đi. Có khi em quấy rầy anh cũng nên. Có gì đâu, em yêu dấu. Thế anh viết đi, anh đại lãn thật. Hả, lại trời hôm nay tôi không bị chuyện gì quấy quả. Ủa, anh nói thế nghĩa là thế nào? Chả thế nào cả, anh không có ý gì đặc biệt. Anh chỉ cầu trời cho anh hôm nay làm được nhiều việc. Thế nhỡ đột nhiên hôm nay em chết thì sao? Sao em lại sang chuyện ấy? Thì sao? Em chết thật đấy. Nói thế làm gì? Vợ yêu của anh. Anh ơi, mộ như em chết. Anh có lấy vợ khác không? Em yêu dấu. Đừng nói với anh những điều như thế. Nhưng, anh thấy đấy, anh có trả lời được đâu. Mà từ lâu em đã biết tòng bụng dạ anh, biết anh nghĩ gì về em rồi. Em gái nhõng nhẽo của anh, tính nết em kỳ thật đấy. Mọi sự chỉ vì anh, thì anh có làm gì em đâu, hả người ngọc? Anh chẳng bao giờ muốn em buồn cả, thế anh trả lời em đi, sau khi em chết anh có đi lấy vợ khác không nào? Lại thánh A-la, à ái trà, thật ít chưa? Em biết rồi mà, anh vừa mới tự thú đây nhé, tự thú, tự thú cái gì kia chứ? Anh chả vừa nói cái câu, lại thánh A-la, à là gì? Thì anh nói đấy, nhưng làm sao nào, em chết rồi tất nhiên anh không lấy ai được nữa. Bọn đàn bà nó ghê tởm anh, anh chả căm ghét cuộc sống gia đình là gì? Tưởng em không biết đấy hả? À? Em chết rồi dù anh có sống đến nghìn tuổi anh cũng không lấy được vợ. Nhưng chả lẽ anh ghê tởm cuộc sống gia đình là tại em à? Nàng tiên của anh, tại sao em lại cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Ngay cả trong ý nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ có những chuyện ấy. Em lau nước mắt đi, bình tâm mà nghe anh đây. Em chẳng thương em tí nào mà cứ làm mình làm mẩy vô ích em quả là không hiểu những lời anh nói, à, nghĩa là anh không định nói những điều như thế chứ gì? Phải à, nghĩa là nếu em chết anh sẽ tục huyền chứ gì? Trời ơi là trời, tôi biết nói thế nào đây? Có thể, anh cứ nói toạc ra xem nào. Bây giờ anh không thể đoán chắc điều gì, nhưng có thể anh sẽ lấy vợ cũng nên. Tất nhiên là lấy vợ rồi, làm như em không biết bụng giả anh ấy. Trời đất ơi, thánh la ơi, cầu trời cho tôi được bình tĩnh em làm anh dối cả ruột. Em yêu à, chính anh cũng không biết anh nói gì nữa. Lấy vợ, đằng nào rồi anh cũng lấy vợ. Anh nói thế làm vui lòng em đấy thôi. Làm vui lòng em, đầu tiên anh bảo không lấy, rồi sau lại bảo có lấy. Như thế mà bảo làm vui lòng em. Thánh La ơi, còn phải làm thế nào đây? Xin Thánh rủ lòng ân yêu. Thôi, nín đi em, lúc anh bảo anh không lấy vợ thì em cóng đến lúc anh bảo anh có lấy vợ em cũng lại cáu. Thế em lệnh cho anh nói gì có phải hơn không? Thôi, em đã đoán từ lâu là anh chán em rồi. Thiên thần của anh, tại sao em lại quyết đoán rằng anh đã chán em? Thì anh bảo rằng anh không biết sau này có lấy vợ hay không chứ gì. Vâng, thì tôi có nói. Thế là thế nào? Tức là anh bảo em rằng, thôi cô có chết thì chết mau lên, cho tôi còn liệu. Thế mà anh lại còn chối phát đi được. Thôi thôi tôi im tôi không nói một lời nào nữa tôi xin rút lui mọi ý kiến tôi chỉ xin cô đừng khóc nữa tôi van cô chúng ta ngồi im nhé thôi nín đi em yêu của anh ôi tôi khó thở quá tôi ngất đây tôi chết đây Trân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh YouTube. Sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt. Việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không mừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời